Xin chào cô chú anh chị trở lại kênh Bonsai Thơ. Nay tiếp tục mời cô chú anh chị về chỗ của bãi biển của anh Phúc ha. Đây là thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Phúc giao lưu với cô chú anh chị Tố Phong Mai ha. Thứ quý có. Là số thứ quý ha. Để đẹp hai cô chú anh chị. Rồi cụ thể mà cô chú anh chị gặp anh Phúc để biết chi tiết thông số giá cả cây ha. Rồi, chào Khánh ơi, em cũng chào anh chị gần xa, em cũng cảm ơn chị gần xa ông hôm nay clip vừa qua. Hôm nay em cũng về được số mai vàng và thứ quý xù có. Mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Không mất thời gian của anh chị ha. Đây là chưa hết là một cái số 1 là một em xù nha anh chị ơi. Xù này trong chậu em lấy ra nha anh chị. Cái xù này trong chậu em lấy ra ha. Cây luôn ha. Xù quá luôn, ủng hộ con chân ha anh chị. Dạ lấy hết canh luôn ha. Có đế luôn. Xù mà có đế đầy đủ anh chị ơi. Anh chị ha, dụng vụ xù của nó là 100% luôn ha. Xù này ông vô tâm động rút ra ha anh chị cũng lưu ý ha. Đây là hoành được là nó 36 ha anh chị. Nói gì là 36 ha. Cái loại dưới nữa là có 40 mấy hả chị hả? Rồi chỗ này là cũng được 40 nè. 40 ha. Rồi sát dưới là nở được 40 đó. Chiều cao anh em nói được là 48. Rồi mà mã số 1 cây xù em giao lưu với anh chị là 4.3 ha. Ba xếp toàn quốc luôn. Cây số 2. Cây số 2 là của một em mai vàng anh chị, quái rất đẹp anh chị. Cây số 2 là của một em vàng quái rất đẹp anh chị. Đấy có đầy đủ anh chị. Đấy được anh chị ơi. Em lên vị trí thì được là 29 anh chị. Mai vàng anh chị. Chiều cao em nói được là 45. Rồi mã số 2 em giao luôn anh chị là 700.000 bao xếp tàu quắc luôn à. Mã số 3. Mã số 3 là cũng là một cây mai vàng anh chị ơi. Ở đuôi này đẹp nha anh chị. Gần Tết em bán giá hữu nghị cho anh chị nha. Về dưỡng qua Tết qua năm ghép anh chị ơi. Em này được cũng gọi được 31 nha anh chị. Rồi chiều cao được là 41. Rồi mã số 3 em cũng giao luôn anh chị là 700 luôn anh chị. Ba xếp tàu quắc anh chị ơi. Ủa, em bay vàng anh chị. Ở số 4 là cũng một em mai vàng luôn chị ơi. Đó, cái này cây gậy hả chị? Gậy ha. Cái này cũng cái gậy gậy ha. Bây giờ anh chị không có chơi mấy cây gậy thì bãi ha. Đấy, qua gì hả anh chị? Cái này gậy ha. Gậy gậy hả chị ơi. Cái này cái gậy tại vì em không cắt ra ha. Em này cũng được là 33 ha anh chị. Chiều cao nó được là 43. Rồi mã số 4 em cũng giao luôn anh chị là 700.000 luôn à. Bữa nay là 7 số dàn trai và trăm nha anh chị ơi. Mã số 5. Mã số 5 là một mai vàng rồi cũng trong chậu lấy ra luôn ha anh chị. À, có cành đầy đủ luôn ha. Lên tượng hết trơn ha anh chị. Cái này về anh chị là ghép được liền luôn được ha. Lên tượng hết trơn luôn. Cái khỏe mạnh ha anh chị.
còn em này được là 24, chiều cao được 77. Rồi mã số 5 em cũng giao luôn chị là 700 ngàn luôn chị ơi. À, số 6 cũng em bây vàng luôn nha anh chị. À, bây vàng rất đẹp anh chị. Đây là số điệu cho ha. Nó bị cái rễ này nó hơi đẹp cái rễ này ha. Từ đây đến đây ha. Em báo trước cho anh chị ha, thì tại vì nó hơi khô quá chỗ này ha. Cho mấy rễ kia là ok cho anh chị. Để ha. Người cây phát tài anh chị, củ đế một cây phát tài. Em này được là 39 anh chị, chiều cao được là 53. Củ đặt nó được là 130 anh chị. Không, cứ đầu củ đặt nó được 130 anh chị ơi. Đó, chỗ này nó ra tượt ha, rễ ra tượt chân anh chị. Đó. Cây phóng khỏe mạnh chị ơi. Chiều cao nó được 52. Rồi mã số 6 em giao luôn cho anh chị là 2.8 ha. Bao xếp toàn quát luôn. Rồi mã số 7 là cũng một em mai xù hết anh chị. Đó, tượt không phải mạnh hết trơn ha. Này là nó anh chị lưu ý ha, nó bị cái lỗi chỗ này ha anh chị. Anh chị ấy là bị cái lỗi chỗ này. Đó. Bị cái chỗ em cắt á, nó ngày vừa ta để cái một cái thì em cắt ở đây là tới đây đã kéo ra hết trơn ha anh chị. Không sao ha, tới đây đã kéo ra hết. Đó. Em xù ha anh chị. Xù chảy đẹp luôn anh chị ơi, xù mà có đế luôn anh chị. Em này hoành được là 31, chiều cao nó được là 60, cái lộ xù nó được là 25 anh chị. Xù này sống khỏe mạnh. Rồi mã số 7 em giao luôn cho chị là 2.3 ha. Em xù anh chị. Mã 8 là cây mai vàng lùng lực, đã lực hết chạy, đẹp ha. Thế bự hơn cùng tay em nè. Nó bị chỗ cái rễ này thôi. Thì rễ này em chét keo hết trơn ha, xử lý hết trơn ha. Cái này em xử lý hết trơn rồi. Cái này em đo sát cái đây luôn là được là 38 anh chị. Em đo chích ở trên luôn rồi. Em đo chích ở trên cũng được 38 nha. Đó, em đo chích đây cũng 38 rồi nha. Chiều cao được 53. Rồi mã số 8 em giao luôn với anh chị là 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu ha. Mã số 9. Mã 9 là của em bây vàng đẹp, rất đẹp anh chị ơi. Đấy đẹp ha, rất đẹp. Nhỏ mà nó quái nha anh chị. Cốt cành đầy đủ luôn. Em này được là 23.
nó cốt thành đầy đủ thật đẹp luôn chị. Để đặt nó là được 100 anh chị. Chiều cao nó được 65. Rồi mã số 9 em giao lưu với 1 triệu là 1,4 triệu ha. Mã số 10. Mã số 10 cũng có em vàng anh chị. Đế cái này lấy ra đế bự bự không anh chị. Em này được là 31. Chiều cao được 50. Rồi mã số 10 em giao luôn với anh chị là 700 ngàn luôn anh chị ơi. Mã 11. Mã 11 và cây tứ quý anh chị ơi. Cái nào tứ quý mà giảm nói mà giảm ha. 11 là cây tứ quý anh chị. À. Nhé đều cho anh chị ăn cho quý lùng được bất băng ha. Còn em là được là 33. Chiều cao nó được 39. Đế đặt nó được là 127. Rồi mã số 11 cũng giao luôn cho anh chị là 1,9 triệu ha. Mã 12 là cũng cây quý anh chị ơi. Quý mà. Anh em chị lưu ý cho em ha, tại vì cái cây này khi em chuyển về nó bị giật cái này anh chị. Chị không cảm nha. Chuyển về á, chứ quá về anh chị nghe cắt này lục lực lại lại đó. Để có hết trơn anh chị. Một cốt nha anh chị. Em này được là 39 nha anh chị. Đó, một cốt thì 39 hoạch nha. Chiều cao nó được à, chiều cao nó được là 58 nha anh chị. Rồi mã số 12 em giao luôn với anh chị là 2,2 triệu ha. Rồi mã 13. Mã 13 một cây quái cho anh chị, để đơm ha. Nhỏ mà nó quái nó đẹp anh chị, cốt cành đầy đủ ha. Cây chú quý luôn anh chị. Cái nào cái chú quý em nói chú quý nha anh chị ơi. Cái này là chú quý nha. Em này được là 23 quạch. Chiều cao nó được là 82. Đế sởm lên được là 22. Rồi mã 13 điểm giao luôn với anh chị là 1,3 triệu luôn ha. Mã 14. Mã 14 là cũng cây tứ quý à. Mã 14 là cây tứ quý luôn anh chị ơi. Cái này là cái vàng này tứ quý không ha. Một cây lùng lực rất đẹp nha anh chị. Để bài ha.
em này được là 33, chiều cao đó được là 36. Đồng ghế đặt đồng ghế đó được là 150. Rồi cây má 14 em giao luôn với anh chị là 2,1 triệu ha. Em bả luôn. Rồi má 15. Má 15 là một em cũng đế đại điệu ha. Cốt cành một cốt cành ngất ngoạn luôn ha. Em này được là 27 bạch. Rất ngọn luôn chị ạ. Chiều cao được 80. Rất ngọn nó được còn có 10 ha. Đó, cây qua rất còn rất đẹp ha. Rồi mã số 15 em giao luôn cho anh chị 2,8 luôn. Một cây em chú ý lên chị, 2,8. Mã 16. Mã 16 cũng cây chú ý luôn chị ơi. Rất đẹp anh chị. À, cây là đế là đều ha, trồng quay luôn rồi đế ha. Đế quá trời đế luôn anh chị. Này là nhỏ rồi đế. Trong đây mấy trong đây còn đế nha. Tại vì em chưa gái ha. À, lớp gái luôn anh chị. Em này được là 32. Em đo cái cũ của nó ha anh chị. Đó, cái cũ của nó được là 90 ha anh chị. Đó, dòng cũ nó được là 90 ha anh chị. Chiều cao nó được là 101. Chia càng đầy đủ luôn. Rồi mã số 16 này em giao lưu với anh chị là 3,5 triệu ha. Bao xếp trồng quát luôn anh chị ơi. Mã 17. Mã 17 anh chị ơi. Mã 17 là cây cành đầy đủ anh chị ơi. À, cây bự luôn anh chị. Bữa nay em bán giá hội nghị cho anh chị ha. Chơi anh chị ơi. Và em này được là 46 anh chị. Chiều cao đó 108. Còn cái đã đồng đế của nó là đồng đế nó được 106. Rồi cây 17 em giao lưu với anh chị là 4,3 triệu ha. Bao chép đồng quát luôn anh chị. Rồi mã số 18. 18 mười nặng quá trời nha anh chị. Em nhờ anh phải qua anh Khánh qua giùm em ở dưới ha.
này cái gì bự lắm, nặng lắm nha anh chị ơi. Để chùm quái luôn anh chị ơi. Này nặng quá à, khiên không nổi anh chị ơi, thông cảm ha. Rồi mấy này được là 439. Buổi đặt của nó là được là 100 anh chị. Vòng bầu đặt của nó là được là 200. Đó, anh lấy ra xài thổ ra ngoài được là 200 anh chị. Chiều cao nó được là 60. Rồi mã số 18 em giao lưu với anh chị là 8.7 triệu ha. Cái này 8.7 triệu là chắc em bao 300 km cho anh chị ơi. Nặng quá trời, chắc em giao vùng ngoại anh nổi ha. Đi đường ở vùng miền Nam mình ha. Hết rồi. Là cuối clip cũng chào anh chị gần xa ha. Cũng cảm ơn anh chị gần xa ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng về một số hoa mai vàng và chú quý và thù có. Mong sự ủng hộ các anh chị, em cảm ơn chị rất nhiều ha.